Vậy là cũng cũng có người là lên đây lấy rồi hả anh? Ba chữ thứ tư. Dạ. Anh ở Cần Thơ. Ừ. Anh đi lên bản gì? Xe đò. Này đi này quay gấp. Giờ anh lo anh đi về liền luôn hả? Anh cứ thấy tôi lên tình hình rồi. Dạ. Thì uống đi chung thôi mà đi dọc đường cái tay nó nhẹ, rồi cái nhỏ cháu chở lên là nó nói chứ Út ơi, cái tay con giận chở Út hết nổi rồi. Cái lên tới đây nó uống chung rượu không gì dọc đường Út ơi. Cái tay con nhẹ, cái tôi nói giờ con uống đi, uống xong miễn con thấy cảm thấy hay thì con gọi chú hay Út mừng nha. Thì uống chai này nó mới uống ở đây của cậu Khánh cho một ly thôi. Dạ. Uống xong tới chiều về, tối nó uống một ly nữa. Sáng nó đi làm, sáng sớm nó về uống ly nữa. Út ơi ngày nay con đi làm con đứng lên đứng xuống không thấy đau nhức gì hết. Đó, con chú hay là mừng dữ lắm. Còn chị con á, thì chị ngồi xuống đánh răng không được, ngồi chùm hổm đánh răng được. Dạ. Mà hôm nay ngồi xuống đứng răng đứng lên đánh răng trời ơi nó nhẹ gì đâu Út ơi, mừng quá trời mừng. Trời ơi giờ ai cần đi thì con chở đi giùm luôn. Vậy hôm nay tính ra anh biết tính ra gì Út, hôm nay là lần đầu ba hũ, hôm nay ba hũ, lần giữa hình như là ba hũ nữa là chín hũ rồi, một mình với Út lên chín hũ rồi đó. Chín hũ là tại chỉ đi làm phước mua giùm tao không có gì với Út ấy ở nhà để ví dụ như ai cần nhất. Dạ, thì tôi đúng cũng rồi, cần là cho đó biết bớt hay không, cảm nghiệm coi bớt hay không đó. Thành ra cái tôi đem về cho người ta uống, người ta nó công nhận phải nói là hay, nó nhẹ nhàng cái tay dữ lắm luôn. Rồi người thì nó trời ơi giờ hả là xương sống tôi hết đau luôn, mà mình nói thì mình nói là dốc người ta nói chứ nhiều khi chai này cậu Khánh ngâm thứ khác ta không có, tại vì cậu để tới 2 tháng. Dạ. Về cái trong kinh trong chợ tôi mà nếu mà dạ tôi uống hết ra là mấy bà kia lên mua nhiều lắm. Dạ. Còn nhất nổi gì đâu có, mình phải chắc hết, tại tôi thấy hết rõ ràng, tại vì uống mới có ngày 2 ngày mà hết chai này tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Dạ. Hồi đó xương sống tôi y hệt như cục lửa than. Tôi đi trung tâm chỉnh hình mà bác sĩ nói là tôi không biết tôi bệnh gì, biểu hỏi về kiếm thuốc nam uống đi. Mà tôi chịu đựng 4-5 năm là cũng như là nóng như lửa đốt rồi đó. Mà tôi ngồi bữa này nó nói chỗ nào thuốc hay là tôi cũng có đó. Rồi đợt này nó thấy, tụi Khánh nó cũng xách xe chạy xuống đường, Út ơi mơi, để con đăng ký cho Út nghe. Rồi đăng ký rồi hai cháu lên đây mà cảm thấy rất là hay. À, rồi anh lo anh đi. Rồi, rồi anh lo anh đi. Dạ cũng coi trên YouTube đó rồi mới biết rồi. Dạ. Ổng nói thôi liều mạng đi mua đại đi. Liều mạng đi. Đâu có gì. Nói đúng ra nhiều khi mình đi bác sĩ kêu mổ nghe ha, giờ đóng 100 triệu nghe cũng phải chạy đó. Cũng có người là lên đây lấy rồi hả anh? Ba chị thứ tư. Dạ. Anh ở Cần Thơ. Ừ. Anh đi lên bản gì? Xe đò. Này đi này quay gấp. Giờ anh lo anh đi về liền luôn hả? Tôi thấy tôi lên tình hình rồi. Dạ. Ủa giờ anh đi vô bãi đeo bằng gì? Hay đi lên nãy ai chở anh vô? Dạ. À vậy là chút là anh chở anh ra ngoài bến xe. Ừ. Vậy là anh này là ở đây? Ừ. Ở bên Gò Vấp. Ở Gò Vấp hả? Vậy là bây giờ chạy qua đó phải rước rồi mới chạy qua đây nữa. Dạ, bây giờ vậy là đưa anh lên đâu? Lên bánh xe miền Tây đang đi về. À bây giờ chạy lên bánh xe miền Tây á hả? À ủa sao vậy anh đi về Cần Thơ anh không ấy ra ngoài đứng đợi ngoài ngay trạm thu phí Bến Lức nè. Được. Được không ta? Là xe nó chạy được. Ngang đó mà. Thì nó đi ngang đó mà. Nó đi cao tốc. Đúng rồi à, thì đúng rồi. Vô ngay chú. Là ngay trạm thu phí Bến Lức á. Không rồi đó, giờ hình như là bà con đi về là ra ngay trạm thu phí Bến Lức ở đây nè. Chứ sao nó cũng chạy về chảnh hả? À tính là lên trên bến vô chỗ ngồi cho nó an toàn hơn hả? Hôm nay đi dắt 11 giờ rưỡi xe nó chạy lên tới đây mới có 3 giờ mấy. Dạ. Ngồi đợi. Đợi con chạy ra mới chạy xuống đây. Dạ, trời ơi khổ cực dữ đi rồi. Bệnh nghe nói thuốc thay thì gán đi cho vợ con nó uống cho nó hết chứ. Dạ. Dạ vậy là giờ là cho tranh thủ đi về mà anh đặt xe mấy giờ? 8 giờ hả? 8 giờ giờ về lo tranh thủ đi chạy chảnh rồi chạy chảnh chắc 20 phút. Tại vì hồi lấy, ra nửa tiếng hồi lấy hai cây tháng 9 có đi ra mà bà chị vợ đó. Rồi bà mới nói cái vụ thuốc này nè. Dạ. Bà uống hết nhất ha, rồi đó là mấy vợ mới kêu bà đặt. À vậy là
chị nó lên trên đây rồi. Giờ chắc em cũng không nhớ rồi. Chắc chị đông quá. À, dạ, vợ cũng bị nhức ngón tay giò với gót giò rồi đó. Dạ. Nhức mấy cái khớp á phải không anh? À, khớp tay nè, giò, ngón giò. Dạ. Cái gót giò nè. Dạ. Bị viêm dạ. Kiểu mà bị nhức là bị viêm khớp á. Vậy uống hết không? Dạ hết. À. Dạ viêm khớp 20 năm cũng hết á. Tại vì vợ nó hỏi gì hồi nãy có điện. Dạ. Dạ anh về anh có xem YouTube không? Có. Tại vì bà chị cấp đó bà cũng lên đó rồi bắt đầu bà bắt ra cho coi đó cũng ở ngay trong chỗ này. Dạ dạ. Rồi bà uống hết rồi bà mới nói. Vậy là coi như là người nhà uống hết bệnh rồi mới truyền nhau thôi. Nhà đó chị em ruột với nhau đó. Dạ. Tại vợ tôi đó là em ruột của bà đó. Dạ. Vậy lên xem YouTube đi, xem đi đừng biết mấy cái chứng bệnh á. Đừng đủ tự tin hơn. Dạ. Dạ anh ấy rượu chưa? Hai hũ đó đặt rồi đúng không? Rồi anh đặt hai rượu luôn hả? Ừ, tại vì em vợ tôi hũ rồi đứa em vợ hũ nữa, ba chị em nó đặt ba. Còn gì Út ngồi bên đây. Dì Út đi lên ba lần rồi đó. Hôm nay gì? Dì Út hôm nay dì Út cảm nhận đi cho anh trai này anh thấy thực tế làm sao dì Út? Tại vì tuần rồi có nhỏ cháu cũng mới dẫn lên đó. Đeo dì Út nè. Dì Út nói chuyện nhỏ lắm để đeo cho dì Út. Chị có uống không? Có thì uống đi chung thôi mà đi dọc đường cái tay nó nhẹ. Rồi cái nhỏ cháu chở lên là nó nói chứ Út ơi, cái tay con giận chở Út hết nổi rồi. Cái lên tới đây nó uống chung rượu không gì dọc đường Út ơi. Cái tay con nhẹ. Cái tôi nói giờ con uống đi uống xong miễn con thấy cảm thấy hay thì con gọi chú Út hay Út mừng nha. Thì uống chai này nó mới uống ở đây của cậu Khánh cho một ly thôi. Dạ. Uống xong tới chiều về tối nó uống một ly nữa. Sáng nó đi làm sáng sớm thức dậy uống ly nữa. Nó Út ơi ngày nay con đi làm con đứng lên đứng xuống không thấy đau nhức gì hết. Nó con cho Út hay là mừng dữ lắm. Còn chị con á thì chỉ ngồi xuống đánh răng không được, ngồi chùm hổm đánh răng được. Dạ. Mà hôm nay ngồi xuống đứng răng đứng lên đánh răng trời ơi nó nhẹ gì đâu Út ơi, mừng quá trời mừng. Trời ơi giờ ai cần đi thì con chở đi giùm luôn. Vậy hổm này tính ra anh biết tính ra gì Út hổm nay là lần đầu ba hũ, nay ba hũ, lần giữa hình như là ba hũ nữa là chín hũ. Rồi một mình dì Út lên chín hũ rồi đó. Chín hũ là tại chỉ đi làm phước mua giùm ta không có gì. Dì Út ấy ở nhà để ví dụ như ai cần nhất. Dạ, thì tôi đúng cũng rồi, cho cần là cho đó bớt hay không cảm nghiệm coi bớt hay không nó thành ra cái tôi đem về cho người ta uống người ta nó công nhận phải nói là hay nó nhẹ nhàng cái tay dữ lắm luôn rồi người thì nó trời ơi giờ hả là xương sống tôi hết đau luôn mà mình nói thì mình nói là dốc người ta nói chứ nhiều khi chai này cậu Khánh ngâm thứ khác ta nó không có tại vì cậu để tới 2 tháng. Dạ. Về trong kinh trong chợ tôi mà nếu mà vợ tôi uống hết ra là mấy bà kia lên mua nhiều lắm. Dạ. Đâu có mình phải chắc hết tại tôi thấy hết rõ ràng tại vì uống mới có ngày hai ngày mà hết chai này tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Dạ. Hồi đó xương sống tôi y hệt như cục lửa than. Tôi đi trung tâm chỉnh hình mà bác sĩ nói là tôi không biết tôi bệnh gì biểu hồi về kiếm thuốc nam uống đi mà tôi chịu đựng 4-5 năm là cũng như là nóng như lửa đốt rồi đó mà tôi ngồi bởi này nó nói chỗ nào thuốc hay là tôi cũng có đó. Rồi đợt này nó thấy cậu Khánh nó cũng xách xe chạy xuống đường Út ơi mơi để con đăng ký cho Út nghe rồi đăng ký rồi hai cháu lên đây mà cảm thấy rất là hay. À, rồi anh lo anh đi. Rồi anh lo anh đi. Chị vợ cũng coi trên YouTube đó, rồi mới biết rồi. Dạ. Ổng nói thôi liều mạng đi mua đại. Liều mạng đi. Đâu có gì. Nói đúng ra nhiều khi mình đi bác sĩ kêu mổ nghe ha giờ đóng 100 triệu nghe cũng phải chạy đóng. Con này dạ. Nó gì hết á. Dạ. Phải tới hồi chết tới nơi mà nói cái gì dơ nhất mà nói bạc triệu mình cũng phải hết bệnh được rồi còn tiền bạc từ từ mình làm không phải. Dạ. Nhưng mà nói đúng rồi tới bác sĩ vô giá mình không biết bao nhiêu mà cũng. Dạ. Phải móc đưa hết á. Còn cái này cảm thấy hay cái này ở nhà là chia sẻ lên hết là tự mình tìm cũng được mà nếu mà tự mình tìm á mình mua mấy cái giá trị này đó thì nó cũng xem chỗ đó nếu mà mình mua không biết á thì nó chắc chắn nó rẻ hơn tại vì mình mua cái loại nó không đúng. Nhưng mà mua ngũ trảo không phải chuyện dễ kiếm, không xứ này hồi đó giờ tôi chưa biết cái ngũ trảo. Hôm đó tôi về tôi cảm bà kia. Vậy Út đi về kiếm không thấy luôn hả? Không, không thấy cái ngũ trảo làm sao tôi ở Bến Tre cái bà kia bà bẻ cho tôi nhánh đang tôi xong cho hết cảm. Hai con góp vô cho bà con sau. Nè chị nè, hổm này lên nè, lần đầu chở Út, lần sau lần thứ hai chị trốn mất tiêu rồi. Lần thứ hai tại cái người kia đi. Dạ. Chị, chào bà.
thì chị gái đi về Úc mà giờ góp vô tiền vô thêm nữa. đã lấy tiền gửi tiền ấy thuốc rồi còn góp thêm nữa rồi. Vì đâu phải vậy đâu, khui ra làm ơn nữa, mày khui tao uống thử coi. Trời à. Khui mày cho tao uống thử coi hết không? Dạ, giờ chị khỏe hẳn chưa? Cũng khỏe rồi, nhưng mà cái hũ là chưa được khui. Đúng rồi, hũ chưa đúng. 55 đây mới khui. Uống có cái chai thôi. Trời ơi, uống có chai. Uống mà... chai đó thôi chứ chưa được khui. Hãy cho anh đi. Cái hũ này là hũ bao lâu mới uống được? Dạ, một tháng. Dạ. Có gửi trong trọng uống trước á. Hũ nhỏ hai hũ trước. Tới hai hũ hả? Anh đặt hai hũ rồi. Em coi danh sách sao có hũ ta. Anh gì nãy nói là em vợ gì. Dạ, nói chung là bây giờ ba chị em trong nhà là hết ráo rồi. Nãy mình không hỏi chủ đâu mình có uống rồi. Có hũ đây nè. Hả? Chủ tí á là cái hũ mình uống được rồi. Ừ chưa, hay chưa. Là cái hũ này mà kia cái mình uống cái chai nhỏ trước. Dạ đúng rồi, mình uống chai nhỏ rồi cái đó. Cái ngày ở trong cái giấy đó là tới tháng là mình mới khui ra uống. Dạ đúng rồi. Dạ trên đó em có ghi cái ngày để được uống á. Còn mà mình nếu mà mình để dành, mình ráng mình kìm mình để ngâm càng lâu uống càng tốt. Nhưng mà một tháng là mình uống mình trị bệnh được rồi nha anh. Nhất quá mà một tháng là uống được rồi. Lúc này tôi uống hết cái này rồi thì tôi để dành lại, tôi đổ rượu của tôi vô, tôi cũng uống, nó cũng trị luôn chứ. Không, đổ rượu vô hết chất thuốc. Đổ rượu vô hết chất rồi. Cũng nó cũng còn chút đỉnh à. Ừ thì nó còn chừng 1-2 thôi à, thử rồi, ở nhà cũng kiểm tra hết rồi. Tại đừng vì mình... có ngâm vậy rồi đỡ thừa là thuốc không tao hết. Nhưng mà mình uống. Không, uống rượu nhậu tiếp bạn. Tiếp bạn. Tiếp bạn nhậu. Mình hơn là mình uống rượu khác. Đúng rồi thì nó cũng im hơn. Thì thay vì bây giờ thuốc rượu của mình chị là 10 phần cái đó, còn 1-2 phần kiểu gì đó. Nó cũng đỡ hơn cái thứ mà uống rượu không. Uống rượu trắng thì nó không có thơm phải không? Cái này là tiết kiệm thuốc. Thôi kệ, mình dắt hết đứa cốt luôn. Để nó tiếp khách. Không, tôi là tôi nhai xác luôn chứ tôi không có dục xác nữa, tiếc cũng là vậy luôn đi. Giống như hổng dì Tư ở dưới, dì Tư ở Tây Ninh á, uống mà hết rồi, hết thuốc rồi không biết làm gì, lấy đường quy ra nhăn luôn. Ừ, nhăn mấy cái xác nữa luôn. Ừ. Được sống được. Được. Nghệ là cái gì đâu mà thí dụ ngò gai cũng nút bên chuông ăn được á, bông ngò gai người ta nấu ba cái sâm á. Nước sâm uống là có bông ngò gai đó á. Vậy là coi như là tại vì bên anh Út cũng có chị là uống khỏe rồi mới dạy như mới tự tin đi lên đó chứ dễ gì đâu. Tự mà không mà đổ đường lên đây có mình đi trước thì Út đi trước mới dẫn con Mai đi đó, Mai mới dẫn hay đó. Nó định chị rồi nó lên đường nó kia nó chạy cũng mau. Dạ. Ủa nay về Út cần con gót nữa không? Ai miếng cho uống. Uống nữa. Uống nữa đi chứ. Ừ tại cũng nôn cái có lên thì cứ uống đi. Này tại rượu thuốc á, trong đây có mấy cái dược liệu đương quy á. Cái dễ bị giật lắm á. Làm tề xuống làm cái lá ăn hết. Bẻ xuống cái nó lên ngon ha. À, lá ăn hết. Cái đó bình thường có. Anh có uống không? Vậy nãy giờ nó không có bệnh không uống. Đồ anh xèo đẻ luôn. Nó đi thức vậy cái đi nó cũng hơi thúng. Mà chú anh lên đi xe mà anh uống đúng liều lượng luôn đi. Về anh rót lại cho chị. Đó, này cho anh. Dạ mời anh. Vậy nãy giờ nó lo đi lên xe. Đợi uống ly rồi mới đi. Còn miếng lông đàn nè, anh uống xíu hết luôn đi. Này chất nữa. Anh uống thấy sao? Dễ uống mà. Dễ uống. Dễ uống. Dễ uống, uống nữa hả dễ uống? Hai biết uống cho uống nhiều, uống nhiều. Uống đầy ly, uống đầy ly. Rồi, nhiều đầy thôi. Dễ uống, uống. Uống hà tiện với tôi ha, hơi kệ. Vậy hà tiện. Sắp tới đầu lộ mà em hỏi anh Khánh bạn biết. Không biết. Dạ, không biết. Ở đây làm trên mạng rồi biết nhiều ở đây hết. Không phải người ta đâu có lời tôi. Tại dạ đúng rồi, không xem. Ta hỏi đi đâu rồi trả lời, hỏi nói đi vậy thì dạ. Người ta biết không, chứ mình biết rồi hỏi thăm gì nữa. Còn hồi mới hỏi thăm á, dạ. Là mình vô, mình phải hỏi ngay chung cư chứ đâu. Dạ, khu dân cư. Tí không phát. Cái này mà lên YouTube này á là tìm lương YouTube còn nhiều nữa.
Dạ đúng rồi, lương YouTube nhiều lắm. Ở đây em giờ em 3 tháng rồi mới lãnh YouTube một lần mà được một lần. Mới hay gì? Được. Được tại vì 100 đô nó mới chuyển về. Mà 100 đô á 3 tháng được bao nhiêu đô? Dạ 100 đô. Là được 2 triệu 2, 2 triệu 3, nó trừ thế nữa còn lại 2 triệu 1. Xong rồi mua trái cây bánh trái cho mấy đứa nó ăn không đủ. 3 tháng là đợi 3 tháng. Không phải mới đó. Dạ. Không, nếu tại em quay bên này á, tại vì mình cũng không phải là mình chuyên mà quay để quảng cáo mình buôn bán hay gì, mình quay dạng quay kỷ niệm lại đó, rồi dạng cũng ít người xem á. Cái người nào bệnh á thì thích xem. Dạ. Cái người nào mà ta bắt lên ta coi cái người ta thấy bệnh. Thấy chán nghe, tối. Rồi cái người ta nói, cô ơi có gì đâu hay đâu coi, cái nửa chừng ta tắt hả? Dạ. Coi hết YouTube. Dạ đúng rồi. Đó có hồi hôm lên Sài Gòn bắt thằng cháu rể bắt coi đó, đó cô Khánh đó đó vậy á, coi muốn coi luôn đặt nha. Bây giờ kỷ niệm của chị Út còn nữa mà chưa còn đăng, chưa đăng hết. Còn không, bắt lên tao thấy không, dạ. Nè, quay tao lên xong rồi, xong rồi tao không cho quay tao nữa đây. Dành cả tiền quay xấu quá nên bữa chị Út còn hành trình còn dài lắm. Nè mấy cho ảnh em dạ. Dạ đứng Út, Út mới đuổi chuyện. Út đi đâu vậy? Giờ Út đi về. Út về luôn á hả? Ừ. Dạ. Đó, cái cho điện thoại điện thì Út mới nói vậy nè. Thôi để Út đi với con này đi, rồi từng này rồi Út với con đi. Dạ. Đó, là cái khu ngay chỗ em là chưa ai uống cái thuốc phụ gì hết. Dạ. Thì đã có chị thí dụ Út lên là nói là mới xem mà chị xem nhiều. Đúng rồi, em xem clip nhiều. Ờ, chào anh chị. Dạ dạ chào anh với em luôn. Bé em điện cho anh Khánh là em không có cần hỏi gì hết á. Dạ. Em biết em không có cần hỏi. Đeo cái mít gì Út vô cho quá. Quên tôi thấy gì xanh xanh ngay mặt mà tôi xanh ngay mặt. Vô trong làm lon ton vô. Dạ quay lên cái tật người dữ nha. Cái người nào uống hết. Dạ. Mới đi mua đó. Dạ thì chị có ảnh. Chị. Còn này là cái hũ kia em chưa khui nha. Chưa khui mà còn lên nữa. 25 nặng. Đâu có mình tranh thủ chứ để nó ngắt ngang cái nữa chừng có uống cho tôi nói chứ thôi giờ mình đặt kế tiếp đi con người nhiều khi ai cần. Nó giảm nhiều lắm. Dạ. Mình sớt ra cho hũ đi. Dạ. Rồi các ai mình đặt tiếp cho kiếm rồi thí dụ ai cần mình cho ông kỹ hay sĩ uống cũng được. Cho tao chai hai chai tao uống thử thì tao đi mua. Uống thử. Đó thì thôi vậy này là đúng là làm ơn luôn á. Em khui cái hũ thuốc em làm ơn nha. Dạ. Nó thay mặt anh Khánh làm ơn luôn á. Vậy là mừng quá rồi. Có chị đi về Út đây quý quá trời đi. Nói thẳng là bệnh mà người ta chưa tin tưởng. Dạ. Người ta nói gì mắc dữ, nói trời ơi bệnh mà nói mắc. Ý là ta đâu có bán mình đâu mà mắc. Dạ. Vậy thôi kệ, bà con của mình cũng. Bà con của mình cũng khó khăn không à. Tuần sau này có một cô ở bên Mỹ. Bên Mỹ là đi về đây coi như là về đây điều trị 3 tháng á vô. Có mấy cái bà đó bà muốn phòng trọ nhà ngoài Vũng Tàu gì không? Không, kỳ này có một cô khác ở dưới An Giang là đặt rồi, bây giờ về coi như là điều trị đây 3 tháng là nhờ con phục dược 3 tháng xong rồi về bển. Để ấy lấy băng keo. Dạ. Băng keo đó em. Băng keo đó anh vàng cho. Vàng cho bữa hả? À vàng cho dì Út đằng trước, một phủ đằng trước. Để lẽ nó gắt cái thịt. Dạ vàng chặt vậy cho nó chắc. Đây để anh lấy anh vàng cho. Nói là tỷ già nó thuốc không có bán, bởi không có quảng cáo rồi mà lên nghe trời. Thẳng là điện năng Mỹ mượn ngâm dùm chứ không phải là ngâm sẵn. Hôm qua bữa mùng 1 ngâm mười mấy hũ mắc trời giờ luôn. Thôi để hũ này lên trước rồi. Để xuống này chút xíu đưa lên. Trời, nay dì Út không có đem bánh mì hả? Không, biết rồi, biết nhà rồi đâu cần đem bánh mì chi nữa. Hồi đêm qua mắc mưa của hả? Dạ. Mắc mưa ở dưới miền Tây mình đó hả chị? Mắc mưa suốt luôn. Đi lên đây rồi, mắc mưa suốt luôn. À.
hôm qua con về trễ mà ở trên đây mưa nhỏ. Dạ, hôm qua mưa nhỏ lâm râm trên này. Lên tới trễ nữa. Vậy là dì Út cũng đi phiêu lưu theo luôn. Hai dì cháu đi phiêu lưu. Nhà có mình đi đâu đó. Dạ. Hôm nay con hẹn bà con trễ trễ. Bỏ nay không biết nhà còn nóc nữa nha. Thôi. Có nhà còn nóc. Chứ hôm nay dì Út đi hôm nay luôn hả? Không có, đêm đêm về hả? À có đêm rồi. Dì Út giỡn nữa. Tại nhà con thấy con dễ tình giỡn hoài. Không con nói nó vui. Dạ hổng là vậy, Út nói là tới cầu Rạch Miễu. À, tới ngã ba ngã tư huyện đó, ngay cầu Rạch Miễu là anh chạy ra tới cái dòng xây đó. Dạ dòng xây đó em biết. Chạy gì đường chạy lên chạy xuống, chạy xuống đường chạy xuống mình chạy lên. Để nhớ cái dòng xây đó đợt là đi xuống nhà chị Tiền gì mà chết đi sống lại mà của ông Phong em biết nó đi dưới tới dòng xây đó quẹo trái á. Còn bữa hả mình đúng rồi. Vụ mà đi làm từ thiện là cũng về bên miệt dưới. Dạ. Không, miễn có bên miệt trên hay là tới dòng xây để chạy lên. Tới dòng xây là chạy thẳng tiếp nữa hả? Đi hỏi người ta đường để xuống mình đại mình lên. Đi đi về Tân Thủy rồi. Đi Tân Thủy rồi. Đi lên. Dạ. Không hỏi gì đường mà gì cũng tốt là người ta biết mà. Gì đó cho coi gà đá chơi. Chơi coi gà đá. À không là chị nuôi gà mà giờ còn nuôi không chị? Nghe cũng nuôi. Nhà cả trăm gà lúc nào cũng có cả trăm gà đó. Là người ta mướn mình hay là tự mình nuôi? Em làm chủ à. Trời ơi, chủ chạy gà luôn. Trời ơi. Vàng đây luôn, có gì để cái chân vô cái đè đè bẹp bẹp nữa. Rồi chắc ăn rồi đó nha dì Út. Miễn lên tôi thì uống nước dừa. Dạ. Thôi để con cho ăn đường nữa, cho ăn chắc đi. Uống nước dừa thoải mái được, cho tắm nước dừa luôn. Đi xe này vậy đâu có mà đem dừa đem gì biếu được. Thôi cái này rồi đi. Đi xe vậy đó. Dạ. Được, còn đi xe vậy là vô. Mốt cái mình nói bà con mà hết bệnh á. Bao một chuyến xe cái lên đây luôn. Đi hết lên đây luôn. Dạ. Sợ khó chở ha. Dạ để kiểu mấy đó là ê thuốc rồi thì lên đi em đỡ lên cho. Ủa dì Út đỡ hả? Dữ vậy trời. Lên đi chị em đỡ cho. Dạ con 40. Con tuổi tí. Cắn cắn cái chai nhỏ quay đi chạy. Rồi. Cái chai nhỏ vậy là đội nghe chị đó nha. Rồi. Thôi về nha dì Út. Về khỏe nha chị. Trời dì Út khỏe ghê chứ trời. Sao mấy tuổi mà chạy đi ào ào luôn rồi giờ khỏe rồi. Đặt đi lên là đi nè nè nhăn nhăn bây giờ dì Út khỏe rồi ông bà cô bác. Thôi tính ra dì Út lên đây là 4 lần rồi. 4 lần. Thở. Ủa 3 lần chứ, dì Út lên đây 3 lần. 3 lần là tổng cộng là 9 hũ rồi. Thôi rồi Khánh không biết nói gì hơn luôn, cũng xin kính chúc toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân là một ngày mới luôn mạnh khỏe, bình an, công việc lúc nào cũng thuận lợi. Đặc biệt là gia đình lúc nào cũng ấm áp hạnh phúc hết. Rồi ông bà cô bác xem qua YouTube của Khánh Nguyễn thì cho Khánh một cái like, một lượt chia sẻ và lượt đăng ký để cái kênh Khánh Nguyễn Gò Đen được lan tỏa nhiều hơn, để Khánh có cơ hội và có duyên được phục vụ bà con, để bà con sớm khỏi bệnh luôn. Rồi thôi bây giờ Khánh xin phép chào bà cô bác. Rồi bye bye, chào bà cô bác luôn. Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á, là giấy tờ ở bên đây á, là bên sở y tế nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á, được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh đó, thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Chà, cũng mừng cho hai đứa con luôn.
cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì, sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó mà cô bác, thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, thì viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi không thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp.